Nó chạy quá, nó hư cái bình, yếu bình luôn. Sạc lại, chút mở cái sạc lại. À, xin chào anh em. À, theo cầu số anh em 5.000 anh em kêu em lên clip cái con, cái con Super Dream đời 2001 đấy, năm sản xuất, coi ở đây là chắc cú nhất em anh, không chạy đâu được hết. Thì cái con xe này khá là chắc, à, cho những anh em đam mê dòng xe mà kêu là Super Dream huyền thoại. Đấy, đẹp trên từng cm ha, bao da tay cầm kiết. Đấy, thì cái đời 201 này thì những anh em chơi xe thì phép không nói rồi, nhưng mà anh em mới chơi thì phép cũng giải thích sơ sơ ngang để cho anh em nắm. Thì dòng 201 này thì cái đầu đèn là đèn ngắn nha mà, đèn ngắn đấy, đâu bắt đầu từ 200 mấy nếu mà đèn lồi em cũng quên rồi ta, 204 gì đấy, 204 mới bắt đầu có đầu đèn lồi nha mà, còn đèn ngắn. Lốc thì chữ công nha anh ha, nó chữ công cái chữ này nè, là nó công nè đó. Còn những cái năm 203 đầu đổ lên là bắt đầu chữ thẳng rồi. Nói chung là phép không nhớ nổi mà này, 203 là 4 vậy đó. Như hôm nay vậy thôi, cơ bản vậy thôi, chữ là mình biết thôi mà, chưa nhớ hết không nhớ nổi đâu mà anh ơi. Tại vì mình ở đây phép làm đa dạng xe lắm, nhiều khi có sai sót gì thì anh em thông cảm. Đây, và đầu bò nó đầu bò ET nha anh. Nó, à, những anh em mà chơi xe thì giờ đầu bò ET thì T chữ cúc rồi ha, không cần phải nói nhiều. Đó, đồ bò ET. À, còn bô của nó là bô thuộc bô bô giặt xéo nha mày. Đấy, bô giặt xéo. Bô giặt xéo nha mày. Bô giặt xéo. Đó, ống tiêu nhỏ. Khá là đẹp nha mình ha. Cái bộ khá là đẹp. Bây cái điện thoại em vừa quay mà anh em gọi Zalo luôn em. Tại vì anh em gọi phép ít có được là nguyên nhân đó. Phép làm clip suốt rồi, hôm nay công việc nó nhiều lắm. Bởi vậy anh em có gì á gọi dòng sang trường dùm phép nè. Anh em yên tâm, sang trường nó làm việc thì cũng như em thôi. Tại giá cả là em khoán thẳng hết. Ở đây em bán là giá lần sau là vậy, không có bớt được nha mình. Nó giá 38 triệu cho mấy con xe chắc này nha mình. Gấp nữa mà. Ốc cốt nền. Em quay cận quá bởi vì khi nó hơi quơ quơ anh em thông cảm. Có những anh em đóng góp thì phép rất cảm ơn. Nhưng mà khi quay với mấy anh nó chi li quá, nó rất là khó giữ điện thoại để mà giữ để anh em coi nó đỡ lắc. Hả? Tại vì quay hay đưa sát sát hội vô nó mới chi tiết được chứ xe cộ mà khi mà đây nó bị này chỗ này thôi, cái này cái nắp nhựa ở ngoài thôi, cái này mình mua vẫn có nhưng mà này trong quá trình gửi hay bị bể nắp rồi đó, cái chân trống của chiếc xe kia nó sơm vô đây nè, còn ta chạy người ta bảo vệ này thì nó không lỗi đâu, lốp này còn rất đẹp, bao riêng cho anh em. Còn quay xa xa ra anh em không dám mua đâu, nhưng mà cái tánh em thì em không thích quay xa xa đâu, căm còn vàng khè mà, đầu căm còn vàng luôn. Xe đẹp quá, xe đẹp quá, rất là đẹp. Ở trong cái bình sườn nó rất là mới nha mà, đó,
bình thường rất là đẹp. Đó. Mình cứ yên tâm đi. Em mà quay làm clip ha, mình coi ở ngoài á, sao thì trong clip nó làm gì đó. Những khi cái clip á, em có hướng dẫn, em có kèm theo lời dẫn, đó, để mình dễ xem hơn cả ở ngoài. Ở ngoài khi mình xem những điểm mù mà anh đâu thấy được, nhưng mà trong clip là em biết đâu em thấy là em nói liền, chống chân chống là hiểu với mình ha. Tại cái sơn ghim nó rất là mỏng ha, xây dựng nó mòn thấy không? Đó, sơn ghim nó mà đẹp vậy đó anh thấy không? Rất là đẹp. Đó. Sáng anh đang làm việc cho anh em. Ở đây thì bán xe thì lo hết giấy tờ cho anh em các thứ, nhưng hồ sơ thì có chậm trễ vậy, anh em thông cảm. Đây cái phần đó anh biết không, mình nhiệm vụ mình là làm hết các thủ tục rồi mình nộp vô thôi, còn chậm chạp là do bên công an mà chứ không phải là do bên em đâu. Nhưng khi mình nộp vô rồi cái người ta khi lãnh đạo nó đi họp không có nhà không ai ký, và nhiều khi nó vô cái đợt tập quấn, đợt học điều lệnh, gọi là nói chung là học chính trị các kiểu tùm lum hết, thành ra không có thời gian người ta ký với mình á, nhiều khi nó cũng chậm kẹt. Mấy anh em không hiểu, mấy anh em cứ điện rồi chửi rồi nhằn nhện này kia, rồi cái vấn đề đó anh em không thông cảm được, nghỉ phép cũng không biết nói sao nữa. Nói chung á, bán xe rồi không ai muốn mà để mà cái hồ sơ mà để mà nó chậm hết chứ. Ở đây em nhiều khi còn lo còn nôn mấy anh đó. Nó thật sự là anh vậy, cái dòng 251 này nó có cái cản nha anh, rất hay. Nó có cái anh em thấy không? Đó. Nó có cái bẩn này mà nhưng mà nó bằng nhựa nha anh. Hay đấy. Hay nè. Nó kết nối vô chỗ cái ấy bắt bẩn nè anh. Hay ha. Những cái dòng xếp bể sau này không thấy. Đời trước thì nó có. Mấy chỗ xấu này em vẫn quay với anh coi nha anh. Đó, không quan trọng gì đâu. Nói chung là cũng 20 năm thì nó vậy thôi. Bởi vì nhiều khi anh không có gọi em được. Nó em đang cầm cái clip vậy anh em điện là em đâu có nghe được. Nếu mà em nghe thì nó sẽ bị cái clip sẽ bị đứt khúc. Mà em thì đời nào mà em cầm cái điện thoại quay clip của em chỉnh sửa chứ. Không thời gian, nó quay như vậy là cứ sao úp vô vậy. Cứ quay sao là úp lên vậy thôi chứ không có chỉnh sửa, không có gì hết. Bởi rất là ngại mà nghe điện thoại rồi xong rồi nó bị đứt khúc. Và mất làm lại từ đầu nó mới năng. Quay cái chứ cũng cực lắm. Đầu tư này vô các kiểu. Đó. Rồi mất công nghe cái đồ làm lại từ đầu. Có nhiều anh em mới cười lắm, không có hiểu. Ai mà nói ra là phép biết không hiểu đó, không hiểu thì thôi, mà mày đặt nặng lời lẽ này kia, chụp có mấy tấm hình đăng Zalo mà nói có mấy câu mấy im ghim này kia đâu, nó phép bộ quảng cáo nhiều. Nói trời trời, anh em mua cái xe người ta còn cần thật là nhiều chi tiết để người ta chốt cái xe, đăng có mấy tấm hình lên mà nói với nhiều giống như cái xe thế này. Em quay gì khi anh em còn chưa hài lòng đó, nếu mà ta thật sự người ta quan tâm, người ta vẫn chưa hài lòng. Những cái điểm này khi mà không có quay anh em không thấy không hài lòng. Đó. Những vết bấm điện này đủ hết anh ha. Hai bên cái dung sườn đẹp, sườn cực đẹp. Để chứ đừng có nói mà huống hồ gì mà chụp mấy tấm hình mà nó phép nó nhiều. Không nói nhiều sao mà anh em dám mua được. Cần là cần cái chi tiết để người ta mới chốt được. Cái người anh em là bảo đảm không bao giờ mua xe em đâu. Nói vậy là em hiểu rồi, này bình yếu anh ha. Về ngồi đếm kêu sáng sạc lại, tại xe này tao không có chạy, cái bô giật xéo nổ đặt chân nó vậy anh. Ngày đã lắm anh.
hồi kêu sang đó sạc bình châm xăng đổ thêm vô. Xe này ít đi quá ít đi. Châm xăng vô này, cái xăng cũ lại cho nó lỏng ra bớt, có xăng mới vô để nó có cái hơi. Gam ti nó mới ngon đồ lại. Máy là cực kỳ mà anh ha. Để phép lên ra cái nồi nó có chả không anh. Thấy không? Cái dòng 2 lá 1, 2 ngàn lá 1 mà đầu bò ET á, cái máy nó không đá nhông nha mình, chứ không phải cái dòng nào cũng đá nhông đâu. Nó đầu ET thấy không? Nó súp ba ghim mà đầu ET là cực kỳ hiếm nha mình. Cái bô quá đẹp. Cái bô quá đẹp. Cái bô này bây giờ nếu mà anh em đi mua cũng thốn túi. Bô giật xéo ống kia nhỏ. 2 lá 1, 2 lá 2 thôi. 2 lá 3 là bô tròn rồi. 38 triệu cho một đam mê nha các bạn. Anh em ở xa không đến xem xe trực tiếp được. Trong khi cái clip mà tầm 10 mấy phút là đối với anh em là, nếu mà em thật sự quan tâm ăn là chưa gọi là nói nhiều nữa đó, chưa đúng chi tiết nữa đó. Nó làm cái dòng này á, nói chung ra phải có tính kỹ lưỡng mới được mà. Phải có tính kỹ lưỡng sâu sắc. Nó mình phải hiểu cái tâm lý của anh em, người ta mua ta chơi như là mình vậy đó. Mới bán được. Mới có cái tâm làm nghề nào vậy. Cứ nói em nói nhiều quá, bán có xe nó nhiều. Nó thật sự chứ. Người ta quan tâm mua là chưa đủ với người ta đó đó. Chứ đừng nói mà nhiều. Cái đó những anh em đó là không quan tâm đâu, không có mua muốn mua xe đâu. Chỉ có muốn coi xương xương nhan rồi cái đầu biết cái giá rồi thôi đó. Thôi vậy trong clip phải báo giá. Có đi báo lại mà cứ hỏi nhiêu gì. Các em có không mắc trả lời luôn. Cái người mà thật sự người ta quan tâm, người ta muốn mua á, ta rất cần chi tiết. Người ta sẽ coi hết clip, người ta sẽ biết giá trong đó. Em báo đầu clip, giữa clip, cuối clip có báo hết. Đó. Em nói là anh, nếu mà anh thật sự quan tâm mua xe, anh hiểu chưa nè. Hiểu vấn đề em nói chưa nè. Những anh em mà kinh cũ em. Tôi quan tâm xe này, tôi coi nhiều khi nhiều ông á, coi đi coi lại, coi đi coi cả chục lần luôn á. Chứ không phải là một hai lần nữa. Đó, còn những anh em mà chụp màn hình hỏi nhiêu vậy, xe đó nhiêu phép. Trời ơi, sao em báo được. Có biết chi tiết cái xe đâu mà hỏi nhiêu vậy. Rồi làm sao mà dám mua. Sao mua. Không ăn thua. Em ở đây á, em là cần bán ha, cần bán cho những anh em thật sự cần mua, thật sự đam mê. Đó. Biết chơi mới được. Chứ mấy xe này nè, bán cho mấy ông mà không đam mê, không biết chơi ha, mất công thu lại lắm. Thiệt luôn á. Nó giống mấy ổng đang cầm chiếc 150 không, mà ổng đi kêu là tốc độ, là chế độ mạnh bạo lực, nó phay. Tự nhiên người mua xe này xài nó có 100 mà mẫu cổ, nó cái hàng sưu tầm anh em ta đam mê, mấy người lớn tuổi đi chơi lên chạy yếu xìu. Alo phép ơi, cho em gửi trả đây. Chạy em đi đâu á, thấy trời ơi trời. Nó mấy anh muốn tốc độ mà anh mua dòng này chi đó. Bởi vì nói với anh em, mình mua xe mình phải tùy từng cái mục đích sử dụng của mình, tùy từng cái mục đích nhu cầu của mình, tùy từng cái đam mê của mình. Chứ đừng có thấy trên kênh cắt kênh này kia rồi đổi giả rồi xong rồi đổi trả mà phải lỗ đó, cho phép không có lỗ đâu. Nhưng mà phép khuyên anh em vậy đó. Mình phải tùy từng mục đích sử dụng, mình phải hiểu cái tính nết, cái kỹ thuật, cái thông số, cái tốc độ thì các thứ, cái xe nó như thế nào mà mình chơi đó. Chứ đừng khi mà ông mua xe này, mua xe đó tôi không biết nhớt châm vô nhiêu nữa sao chơi, ví dụ vậy. Em á thì cái tính kỳ lắm, vừa bán xe thiệt nhưng mà cũng vừa chia sẻ, mà chia sẻ những cái đam mê, những cái hiểu biết của mình. Và là những anh em nào mà hiểu biết rộng rãi hơn thì comment vô, phép đọc hết những bình luận anh em chân á. Những anh em rất là giỏi, comment vô khi là chỉ phép luôn đó. Những cái đó là những cái cần học. Mấy hôm phép quay chiếc cúp mà thủy sản mà màu đỏ mà 79 đó, nó đâu có biết, nó 78, tự 78
cuối cùng bình xăng nó là bình xăng 79 cấp thủy sản rồi bộ thủy sản nó nhập á. Em là comment vô cấp 79 nha Pháp, cấp thủy sản quá. Anh em rất hay, những anh em rất là giỏi. Nói chung là chơi xe còn nhiều Pháp đó đó. Nhưng mà ta không có mua bán, không có làm kinh như em thôi, người ta kinh doanh cái vấn đề khác ha. Thôi rồi, clip cũng dài lắm rồi mấy anh. Hy vọng anh em mua ủng hộ và hy vọng em nó sẽ đến đúng tay. Ha, đến đúng tay đúng người. Đúng anh em thật sự đam mê. Để về phục vụ cái đam mê và cái vui vẻ cùng nhau. Rồi em xin chào anh em.